tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng với việc tổ chức xét nghiệm cho người dân tại 8 xã phường có dịch, sáng ngày 6 tháng 2, thị xã Đông Triều phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Medlectech Hà Nội triển khai lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện cho người dân trên địa bàn thị xã. Địa điểm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus corona SARS-CoV-2 tại hai địa điểm là Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã và Công viên Hà Lan, phường Mạo Khê. Chủ trương xã hội hóa việc xét nghiệm y tế được thị xã triển khai nhằm chia sẻ gánh nặng với ngân sách nhà nước để thực hiện có hiệu quả hơn việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Khi mà đi test nhanh như thế này là tôi thấy là đảm bảo rất tốt về sức khỏe cho bản thân cá nhân cũng là cho cộng đồng, cho xã hội. Và với cái mức giá tiền như này thì tôi thấy là rất là phù hợp. Trong ngày đầu thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc virus corona SARS-CoV-2 tự nguyện, đã có rất nhiều người đăng ký tham gia. Theo cơ quan chuyên môn, đã có gần 1.000 người đăng ký xét nghiệm. Điều đó cho thấy người dân đã nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Các cán bộ y tế cùng các lực lượng làm nhiệm vụ khác cũng rất khẩn trương, chạy đua với thời gian, triển khai nhiệm vụ để đáp ứng với yêu cầu, sớm hoàn thành mục tiêu lấy mẫu xét nghiệm y tế toàn dân. Cuối giờ chiều, 4 giờ, thì xe sẽ vận chuyển mẫu về máy để tại Hà Nội. Thì tại trụ sở thì máy sẽ được phân tích xử lý trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Và sáng ngày hôm sau thì đã có kết quả. Và trước tiên thì là sẽ tin nhắn của điện thoại của khách hàng thì sẽ nhận được cái thông báo là đã đủ kết quả, và những người nào người ta có smartphone, người ta có thể tích vào để xem luôn kết quả là của mình là âm tính hay dương tính. Những ngày qua, với tinh thần thần tốc khẩn trương, thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch, đến thời điểm này có thể nói dịch bệnh đã cơ bản được khống chế trên địa bàn thị xã. Có được kết quả trên là có sự chung tay ủng hộ, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Việc xét nghiệm trả phí diễn ra từ ngày hôm nay, ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 2 sẽ kết thúc, cùng với lại xét nghiệm của miễn phí thì sẽ lên được cái bản đồ dịch tễ rất là rõ nét của Đông Triều trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bằng các biện pháp giải pháp cụ thể quyết liệt, thị xã Đông Triều phấn đấu từ nay đến ngày 30 Tết sẽ khoanh vùng khống chế, dập dịch hiệu quả, an toàn để nhân dân yên tâm vui đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.